Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lachado nha Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 375 Được mang tên là Đế Quang Phá Của bộ truyện Thế Giới Hoàng Mỹ tác giả thần đông diễn độc Lachado Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người An Lan bị truy kích, đồng thời còn thương tổn gân cốt, trong miệng không ngừng ho ra máu tươi. Đây là chuyện động trời khiến người khác cảm thấy mình đang mơ, tựa như trở lại thời kỳ tàn khốc nhất của cuộc đại chiến tiên cổ. Sinh linh của dị vực trung rảy sợn cả tóc gáy, cảm thấy việc này không hề bình thường chút nào. Vẻ mặt của Du Đà trở nên nghiêm túc, không nói lời nào mà nhìn chầm chầm nơi đó. Vì sao giọt máu kia vẫn không hề bị đốt cháy sạch, lại khủng khiếp như vậy? Trên tường thành đế quan, tu sĩ bên phía này thì lại phấn chấn, kích động trong lòng. Rất nhiều người không kiềm được hét lớn, sự kích động khó nói thành lời. Giết hắn đi! Thật sự có thể đánh gục được An Lan sao? Dù là người trẻ hay là ông lão với tuổi tác rất cao cũng đều rung rẩy Môi miệng rung lập cập, cảm thấy nhiệt huyết dừng tận đỉnh đầu, muốn thét thật dài. An Lan là ai? Là một đời vương bất hủ, từng ngang dọc trong thiên địa, chém giết khiến cho nhật nguyệt đen tối, thiên địa biến sắc là một trong những chúa tể đi diệt cửu thiên thập địa năm xưa. Ngày xưa hắn từng chém giết với tiên vương, tranh bá trong thiên địa, hai tay đẫm máu, là một trong những nhân vật khủng khiếp vô thượng mà bên phía cửu thiên thập địa đều căm hận nhất. Hiện giờ, quyết chiến đang diễn ra bên trong chiến trường kia, tựa như là một giấc mộng khiến người khác không thể tin được. Vẻ mặt của An lang hờ hững, không nhìn ra được vui buồn gì cả, dù cho là có bị thương, trên người mang theo vết máu thì hắn vẫn bình tĩnh như vậy, điềm tĩnh khiến người khác cảm thấy sợ sệt. Nhưng mà hiện tại hắn thực sự đã rơi vào trong tình thế nguy cấp rồi, thậm chí hiện giờ đã có uy hiếp tới tính mạng. Cuối cùng hắn đột nhiên nhảy bật lên cao, tiến vào trong thiên nguyên, né qua cái tòa thành kia và tiến lên trên. Ngoài ý muốn là đế thành nguyên thủy vẫn chưa hề trấn áp hắn, thì nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra được dị thường. Thiên nguyên chấn động, từng luôn xích thần trực tự màu máu tựa như là cái mạng nhện, lan tràn bao trùm toàn bộ thiên nguyên. Đây chính là sức mạnh thiên nguyên sắp xỉ với nguyên chủ hả? Phương hướng của dị vực có người lớn tiếng nói, bởi vì bọn họ vừa nghe Du Đà nói thiên nguyên rất khủng khiếp là nơi tụ hợp của các pháp tắc, là khu vực đang dệt của Hoa Văn Đại Đạo trấn áp cao thủ vô thượng, là do sinh linh của tiên vực xưa kia đã xây dựng nên. Cổ tổ An Lan muốn dùng sức mạnh của thiên uyên để trấn áp đối thủ sao? Một lão tộc của vương tộc thở dài là đang mạo hiểm, bản thân sẽ nhiễm phải nguồn sức mạnh đó và muốn kéo đối thủ rơi vào trong hoàn cảnh không ổn. Vẻ mặt của Du Đà nghiêm túc không hề nói gì, bởi vì hiện giờ cũng không thể nào xác định được thiên uyên có thể trấn áp được sức mạnh huy hoàng mà giọt máu kia đang thiêu đốt hay không. Nếu như thực sự có thể đối xử bình đẳng như vậy, một bước đi này của An Lan rất là dịu kỳ kéo ba đại cường giả ấy và tiếp nhận lấy sự trấn áp. Ở chỗ đó, bất kể là có mấy vương bất hủ thì cũng đều chọc dựng biện pháp tắc đầy đáng sợ tựa như là nguyền rủa kia, sẽ bị ăn mòn và bị đánh giết. Sức thần trực tự đang dệt hóa thành cái mạng nhện phát ra âm thanh âm ầm diễn dịch ra sức mạnh đại đạo tối cao tập kích về vương bất hủ. Đây chính là thiên uyên, càng là một vùng vũ trụ cổ đại đã bị cắt đứt được bao trùm ở đây, hình dạng tựa như là một tâm biển lộn ngược bên dưới là khu vực rộng lớn vô ngần, bên trên thì càng ngày càng hẹp lại. ở đây tất nhiên sẽ có sao lớn, có thiên thể khắp các thế giới, từng ngôi to lớn vô biên. thực ra đây từng là một cái vùng vũ trụ cổ, chỉ có điều đã bị đánh phế, bị rất nhiều cương giả dùng đại pháp lực cắt đứt và trấn áp ở nơi đây, ngăn cách dị vực cùng với đế quan. muốn tiến vào cửu thiên thập địa thì phải phá tan giới bích, nhất định phải vượt qua nơi này. an lan bị bức ép tới nước này mặc dù hắn vẫn điềm tĩnh thế nhưng lại ra tay rất điên cuồng bởi vì chưa bao giờ hắn bị ép tới một bước này cả thời gian cuồn cuộn xong dậy năm tháng như muốn đổi hướng sôi trào mãnh liệt an lan giơ tay nắm lấy một ngôi sao to lớn rồi ném thẳng vào trong Bịch một tiếng ngôi sao kia bốc cháy phóng thích ra tiềm năng vô lượng và va thẳng về phía cái ba đại cao thủ xoẹt thời khắc này cổ tháp chín tầng phát sáng rồi khẽ chấn động sau lớn nổ tung nơi ấy tựa như là pháo hoa đầy rực rỡ thế nhưng ngắn ngủi sau đó là hào quang chói mắt chuyển biến thành đen tối giết an lan gào lớn hắn phản kích hắn một mực chờ đợi hy vọng cái giọt máu kia sẽ thiêu đốt ra sức mạnh cuối cùng kết quả nó vẫn không hề tiêu biến ngược lại liên tục làm hắn bị thương vì vậy hắn không đợi chờ thêm nữa những thủ đoạn thảo phạt tuyệt thế đều đã được xuất ra hết thời khắc này hắn vận dụng hàng loạt thủ đoạn hàng loạt tổ thuật trọng chức thần thông vô thượng lần lượt triển khai chiến mâu hoàng kim trong tay của an lang vung mạnh liên tiếp là mấy chục ngôi sao chuyển động theo lưỡi mâu không ngừng xoay tròn trong vũ trụ tàn tạ kia tiếp đó là di chuyển tới phía trước của cái lưỡi mâu vàng ấy cùng với việc hắn đâm mạnh ra thì các ngôi sao lớn này cũng phát sáng tất cả đều khắc thành phù văn từng thiên thể trở thành một trận đài hắn vừa chém giết vừa bày trận chỉ là ba đại sinh linh kia quá mạnh mẽ, lúc này mẫu khí vạn vật chảy xuôi từ trong đỉnh buông xuống ầm ầm, ép nổ một thiên thể nơi ấy. Lên! An làng hét lớn, cổ thuẫn nơi tay trái vung lên rồi kéo lấy một vùng đất tối tăm nơi đó. Đó là một hố đen được vẽ lên phù văn vô thượng, trấn áp lấy ba đại cao thủ. Nhưng mà thạch thạo vô cùng hung mảnh, kiếm thai trong tay vung mạnh về trước, vùng đất đen tối liền bị xuyên thủng hóa thành một vùng sáng rực ánh sáng đốt cháy cả chư thiên để quyết chiến được triển khai kết quả an lan lại lần nữa bị trọng thương ba đại sinh linh với pháp lực cái thế thần dũng phô sông không thể nào chống lại được bịch một tiếng đỉnh lớn ép xuống nên thẳng lên trên lưng của an lan khiến hắn phun ra đầy máu thân thể lão đảo lùi về phía sau đồng thời vào lúc này kiếm thầy đại la phát sáng chói mắt từ phía sau áp sát tới không thể tránh thoát được ánh kiếm vĩnh hằng chém sạch đạo tắc thiên hạ giờ phút này máu tươi tung tóe lồng ngực của an lan bị xuyên thủng máu tươi nhấn chìm tinh không dù cho là một giọt máu cũng có thể khiến cho vô số ngôi sao biến thành tro tàn cảnh tượng này khá là khủng khiếp an Lang hét dài lập tức ngay bên trong thiên uyên liền có từng mảnh tinh vực nổ tung và trở nên đen tối khiếp sợ cả đương đại bên dưới nếu không phải có đế quan bảo vệ nếu không có du đà ngăn cản thì cả thế gian cũng không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh bị hủy diệt bao nhiêu chủng tộc bị tuyệt diệt tình cảnh này quá khủng khiếp một tiếng hét chấn vỡ cả vũ trụ ít nhất trong vũ trụ tàn tạ này thì vô số sao lớn nổ tung tinh không đổ nát hàng loạt thiên thể nổ tung hóa thành bụi trần an Lan hét dài toàn bộ máu huyết kia đều chảy ngược lại đó chính là máu của vương bất hủ nên quý giá cực kỳ vạn thế bất hủ vĩnh hằng bất diệt nơi phía cái tháp chính tầng chợt truyền tới tiếng gạo lớn bóng người cao lớn kia khống chế cổ tháp như muốn thu an lan vào trong mở an lan hét lớn mái tóc đầy đầu rối tung con người sắc bén tựa như tia chớp ánh mắt xé rách cả vũ trụ cổ chiến màu hoàng kim trong tay hắn đánh mạnh lên thân tháp Phong một tiếng, tiếng vàng to lớn chấn động cả vùng vũ trụ tàn tả này. Đồng thời chỉ trong giây lát ấy thì cánh tay trái của hắn phát sáng, tinh lực cuồn cuộn dùng cổ thuẫn ngăn chặn lối vào nơi phía đáy của cái tòa tháp chín tầng. Mẫu khí vạn vật buông xuống, đỉnh lớn quát tới đánh thẳng lên người của An Lan, khiến hắn lại phun ra máu tươi và như muốn ép hắn tiến vào trong tháp để luyện hóa. Thậm chí đỉnh lớn cũng bắt đầu phát sáng, nơi miệng đỉnh tràn ngập hỗn độn như muốn thu An Lan vào trong đỉnh cùng tháp hợp lực lại với nhau muốn luyện hóa vương bất hủ ngay tại nơi đây làm sao lại như vậy chứ tu sĩ các tộc của dị vực đều chấn động an lan thất bại gặp nguy hiểm muốn đánh tan thần thoại bất bại từ vạn cổ tới nay của vương bất hủ sao một vài bộ tộc như muốn rơi xuống vực sâu cảm thấy thân thể lạnh lẽo đã từng là bại tướng dưới tay đáng ra hiện tại cửu thiên phải bị suy yếu mới đúng nhưng tại sao lại xuất hiện một con quái vật và muốn trấn áp cả cổ tổ của an lan như thế này là máu huyết của người phương nào lại có thể giúp cho hang sở hữu chiến lược mạnh như vậy khiến cho mỗi sinh linh đều rung động vô cùng đáng tiếc ta đã tới giờ rồi không thể ở lại lâu hơn được nữa chưa hề nhìn thấy được cái đoạn thời gian mà ta đang đợi không nhìn thấy được người của thời đại kia cùng với những vào lúc này, cường giả bí ẩn đạp bên trên chiếc đỉnh phía trước khe hở lớn của thiên nguyên tự nhủ. Hắn sắp phải rời đi rồi. Bởi vì hắn không thuộc về cái mảnh không gian năm tháng này, không cách nào ở lâu được, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn ngay. Cũng chỉ có cường giả cái thế như hắn thì mới có thể làm tới một bước này. Hiện ra trong đời này, nếu không thì đừng có mơ. Không nói cả thiên cổ hiếm thấy, nhưng mà cũng gần gần như vậy rồi. Đỉnh lớn chấn động rồi mang theo hắn lao ra khỏi cái khe hở kia. Thời gian lưu chuyển, sóng lớn của sông dài năm tháng đập thẳng trời cao, đẩy đỉnh lớn rời đi. Hắn tiến vào trong một thế giới của thời không khác. Thì thoảng có thể nghe được, nơi đó có sơn hà tráng lệ, có tiên khí ngập tràn. Đó là một vùng thế giới rộng lớn. Ta không chết sẽ càng mạnh mẽ hơn. Âm thanh của người kia rất bình tĩnh, thế nhưng cũng rất tự phụ và khiếp người chấn động cả thiên uyên cứ như vậy hắn biến mất không còn thấy tung tích đâu nữa vết nứt khép lại dòng sông thời gian thối lui trên trường thành đế quan Diệp khuân tiên bất chợt đưa tay cả người run rẩy và khóc lóc nàng như muốn bắt lấy thứ gì đó thế nhưng lại vô lực thứ gì cũng không thể làm được trên gương mặt hoạt bác ấy ngập tràn nước mắt và sự nức nở cùng với sự biến mất của người kia thì nàng lão đảo thiếu chút nữa là đã ngã nhau An làng hét lớn, đã giết đến đường cùng, cơ hội bị thu vào trong cái tháp và sắp bị luyện hóa rồi. Tuy rằng đã dùng mọi khả năng để tránh thoát, thế nhưng lại bị một chiêu kiếm đâm xuyên, thiếu chút nữa đã chém lìa cánh tay. Đây là chuyện đáng sợ tới mức nào. Nên biết rằng thân thể của hắn bất diệt, kim thân vĩnh hằng, cả thế gian cũng khó tìm được binh khí có thể thương tổn tới thân thể mới đúng. Nhưng ngày hôm nay lại gặp phải kiếp nạn này. Thu cho ta! Lần nữa truyền ra tiếng hét, mẫu khí vạn vật xoay tròn và cuốn chặt lấy an lan rồi nuốt vào trong miệng đỉnh khiến hắn hãm sâu vào bên trong tháp chín tầng ép xuống đánh lên trên đầu của an lan khiến cho đầu lâu nứt toát gắn gượng ép hắn vào bên trong đỉnh và bắt đầu trấn áp thà thạo buông tay thu kiếm thai lại nó hóa thành một vệt tiên quang đi vào trong đỉnh đi chém giết an lan ta là bất diệt bất tử dạng cổ trường tồn vĩnh hằng cả thế gian này không người nào có thể giết được ta An Lan lạnh giọng nói, như trước vẫn không hề kinh hoảng chút nào. Âm thanh của hắn lạnh lùng tựa như từ miệng một vị ma vương cái thế bên trong địa ngục truyền ra. Cái gì mà bất diệt chứ, đều bị người khác đánh thẳng vào trong đỉnh, chuẩn bị luyện hóa rồi kìa. Trên tường thành đế quan có người ngứa mắt, rất muốn có thể tru diệt An Lan ngay tức khắc. Thế nhưng mà nhiều người đều hiểu, muốn giết vương bất hủ là một việc rất là khó. Dù cho hoang đã chiếm lấy thượng phong, nhưng hơn phần nữa sẽ có phiền phức. Vô, đỉnh lớn rung động, mẫu khí vạn vật lưu chuyển bên trong, nắp tiên kim chín màu lấp lánh tỏa ra ánh sáng lung linh, bắt đầu luyện hóa an lan. Đồng thời cũng trong lúc đó thì kiếm thầy đại la phát sáng khuấy động bên trong đỉnh, không ngừng chém xuống từng luồng tiên mang, thực sự như muốn giết chết an lan. Trong tiếng pon pon thì An Lan dùng cái tấm cổ thuẫn bên tay trái ngăn cản bảo vệ bản thân. Tiếng ầm vang vọng, tháp chính tầng ép xuống chặn lấy ở miệng đỉnh. Hợp lực luyện hóa An Lan như muốn giết chết hắn ngay tại nơi này cậu tàu một đám sinh linh dị vực hét lớn đặc biệt là đám người của bộ tộc an lan thì càng khiếp sợ cùng với tức giận đường đường là một đời vương bất hủ được mệnh danh là thần thoại bất bại thì làm sao có thể bị người trấn áp chứ đỉnh lớn lắc lư ba cái thiên uyên liền chấn động ba lần cả phương vũ trụ này gần như muốn sụp đổ cậu tàu vũ đà có người của dị vực hoảng loạn hô lớn tên của Đà, hy vọng hắn sẽ ra tay, nếu không rất có thể An Lang sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ bị hoàng giết chết ngay bên trong thiên uyên kia. Dù đà câu mày lại, cảm thấy vô cùng bất ngờ, bởi vì chỉ một giọt máu mà thôi. Đáng lý nó sớm đã phải bị đốt cháy sạch sẽ tiềm lực rồi, làm sao còn có thể phát ra thần uy như vậy chứ? Pháp môn hắn hóa tự tại, quả không hổ là tuyệt học kinh sợ cả cổ kim, lợi hại như vậy mà dù đà than thở chỉ có thể cho rằng cái loại cổ pháp này quá nghịch thiên hắn nâng lấy đế thành nguyên thủy và chuẩn bị xuất thủ nếu không rất có thể an lan sẽ gặp phải sự cố điều là vương bất hủ nên hắn biết năng lực của đối phương hiểu rõ hơn bao giờ hết tình huống của sinh linh ở cấp số này tuy rằng khó giết chết được nhưng mà giọt máu đó chưa đốt cháy sạch thì vẫn khiến lòng người khó yên hắn không thể không xuất thủ được thiên nguyên chấn động đế thành nguyên thủy phát sáng Du đã chấn động nâng lên cái tòa thành cổ kia rồi lộ ra vẻ nghiêm túc, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng nguy cơ. Giữa bầu trời là xích thần trực tự màu đỏ đang dệt bao phủ bốn phía, trấn áp lấy sinh linh mạnh mẽ bên trong thiên uyên, tựa như là lời nguyện rủa vậy. Sinh linh cấp bất hủ khi ở đây sẽ nhận lấy ảnh hưởng vô cùng to lớn, gần như sẽ bị trấn áp vậy. Từng người đều cảm thấy tâm trạng rất nặng nề. Thạch Thảo đã cảm nhận được một luồng nguy cơ, đó là bắt nguồn từ sự trấn áp của thiên uyên, đồng thời cũng cảm thấy không ổn khắp thân thể hắn đều là ký hiệu sức mạnh của giọt máu kia sắp biến mất sao sự trấn áp của thiên uyên sẽ không hề phân biệt địch ta sẽ giải phóng quy tắc sức mạnh thần bí nào đó đối với cả hắn cùng an lan đồng thời giọt máu vô cùng thần bí kia đang bốc cháy đang hóa thành hào quang bên trong cơ thể của hắn nó tựa như muốn tiêu tán và sức mạnh của hắn đang suy giảm hai việc này đều phát sinh cùng một lúc việc này rất là tồi tệ yeah! thạch thảo hét lớn tháp chín tầng rung động ngăn lại miệng đỉnh cộng hưởng với cái đỉnh lớn cùng nhau trấn áp <laughs> bên trong đỉnh an lan phun ra đầy máu tươi vì đã gặp phải một đoàn nghiêm trọng trên người hắn xuất hiện vết trách đây là chuyện chưa hề xảy ra trong vô số vạn năm rồi hắn lại bị thương nặng thiếu chút nữa thì bị hai binh khí kia đập cho vỡ nát rồi đương nhiên đáng sợ nhất chính là trong đỉnh còn có một thanh kiếm thai đang chém giết hắn không ngừng va chạm với chiến mâu hoàng kim cùng với cái tấm thuẫn nơi tay của hắn. Trong đó có một ít ánh kiếm chém lên trên người của An Lan khiến cho thứ được gọi là kim thân bất diệt của hắn gặp phải thử thách to lớn. Hắn đang mất máu, tình trạng không tốt cho lắm. Một lát sau, một luồng kiếm quang lóng lánh xẹt qua bên trong đỉnh, thiếu chút nữa đã chém bay đầu lâu của An Lan, để lại một vệt máu đầy đáng sợ nơi cổ một luồng tinh lực vọt lên từ trong đỉnh, An Lang bùng nổ, màu sắc của máu huyết trong cơ thể của hắn thay đổi, nó hóa thành năm màu vọt lên tận trời cao, đánh văng tháp chín tầng và hắn muốn tự trong lao ra ngoài. Giết! <laughs> Thạch Thảo hét lớn, bởi vì cơ hội của hắn không còn nhiều nữa, nếu không thể chém giết được An Lang và lúc sức mạnh của giọt máu này tiêu hao hết thì hắn sẽ chết ở nơi này. An Lang lao ra nửa thân thể, thì tháp chín tầng lần nữa nện mạnh xuống, pháp tắc bao phủ trấn áp khiến cho cả người an lan đều xuất hiện vết trách đáng sợ nhất chính là kiếm thai quét ngang phu một tiếng lần này thiếu chút nữa đã đâm thủng mi tâm của an lan nó ghim chặt ngay trước xương trán và khiến cho nơi ấy đầm địa máu tươi an lan phát sáng dùng mọi khả năng toàn lực chống trả không thể không nói hắn thực sự là quá mạnh mẽ xương trán cực kỳ cứng rắn dù cho kiếm thai cũng không thể đâm thủng ngay lần đầu được xích thần trực tự màu đỏ từ thiên uyên ép xuống chấn cho an lan lão đảo một cái thiếu chút nữa thì hắn đã ngã nhào vào trong đỉnh thân sắc của hắn nghiêm túc và cảm nhận được tình thế nguy hiểm đối với cái loại trấn áp này của cái loại trực tự này thì hắn vô cùng kiên kỵ vẻ mặt còn nghiêm túc hơn cả khi đối mặt chém giết với thạch hạo bởi vì hắn là vương bức hủ dù cho sinh linh động cấp có muốn giết hắn thì cũng không thể thành công ngay tức khắc được nhưng mà quy tắc cùng trực tự của thiên uyên thì lại không hề đơn giản như vậy tựa như là nguyền rủa một khi dính vào trong người thì mối nguy hại cần phải nhiều năm sau mới biến mất được an lan rít gào hắn phun ra một ngụm tinh huyết năm màu đốt cháy sức mạnh vô thượng của bất hủ ra sức tránh thoát hồng chống lại cái sức mạnh của thiên uyên cũng như muốn thoát vây từ trong đỉnh ra ngoài trong cơ thể của thạch hạo hơi chút rỗng tuếch bởi vì hắn cảm thấy đại sự không ổn rồi sức mạnh của giọt máu kia thực sự đã biến mất rồi yeah! ba đại cầu thủ đồng thời phát sáng dùng hết mọi khả năng đánh giết an lan ba món binh khí cộng hưởng đồng thời tiêu diệt vương bất hủ mẫu khí vạn vật sôi trào chiếc đỉnh kia rung bần bật như muốn luyện hóa an lan hắn thần ở trong đỉnh trên người ngập tràn vết rách tựa như nổ tung vậy dù cho hắn dùng cổ thuẫn cũng như chiến mâu hoàng kim phòng thủ thì vẫn không được vẫn bị thương như trước Tháp chín tầng ép xuống đánh cho hắn lão đảo một cái gặp bất ổn trong đỉnh Mấu chốt nhất chính là kiếm thai được ba đại cao thủ hợp lực khống chế, một chiêu kiếm hạ xuống, phu một tiếng, lần này đã chém đứt cổ của An Lan. Việc này cực kỳ gây go, bị chém, rắc, đầu lâu rơi xuống đất. Nó không phải là không tránh né, mà là bị đỉnh và tháp giam cầm tạm thời. Không! Phương hướng dị vực, tất cả mọi người đều hét lớn gần như điên cuồng. Làm sao vậy? Đầu lâu của An Lan lại bị chém lìa. Chuyện này không hề chân thực chút nào, sự tồn tại vô địch thì làm sao sẽ bị thương chứ Bị cắt lìa bên dưới đỉnh Thời khắc này rốt cuộc thì Du Đà cũng đã xuất thủ Dù cho có nhiễm phải xích thần trật tự màu máu Chịu phải sự áp chế tăng mạnh Phải đánh đổi cái giá to lớn Thì hắn cũng phải cứu được An Lan Không thể trợ mắt nhìn một vị vương bất hủ Xảy ra chuyện ngoài ý muốn được Trời lông đất lỡ Du Đà vung tới một bàn tay Và cắt một món bí bảo chấn động bên trên thiên nguyên Muốn giải cứu An Lan ra ngoài Thạch Hạo thở dài, hắn biết nguy to rồi. Bởi vì sức mạnh của hắn đã suy giảm, thời kỳ mạnh mẽ của hắn đã sắp sửa kết thúc rồi. Quả nhiên tháp chín tầng bị phá tan, bàn tay lớn của Du đã phát sáng và tóm lấy An Lang ở bên trong ra. Đầu lâu của An Lang tuy rằng đã bị chém lìa thế nhưng không thể chết được, đầu lâu sớm đã tự động bay về lại cái vị trí cổ và từ từ khép lại, vết thương đang nhanh chóng được chữa trị. Du Đà nhanh chóng mang An Lang trở ra việc này lại nằm ngoài dữ liệu của thạch thạo đối phương vẫn chưa hề biết hắn đã xuất hiện sự suy yếu thạch thạo thở dài bất đắc dĩ thế nhưng vẫn muốn ngăn cản lại lôi đúng lúc này thì bên tai của hắn nghe được âm thanh thần bí có người đang bí mật truyền âm trong lòng hắn giật mình là vị vương còn sống sót trong bảy vương ở đế thành nguyên thủy kia lên tiếng là đang nhắc nhở hắn thạch thạo không hề trì hoãn gì nhanh chóng hướng về phía đế quan cũng trong lúc đó hai sinh linh cùng với tháp chín tầng và chiếc đỉnh cũng thối lui theo lẽ nào cái giọt máu kia đã tiêu hao hết sức mạnh rồi phương hướng dị vực chật có người suy đoán cũng trong lúc đó an lang du đà coi rút con ngươi đồng thời ra tay vỗ về bóng lưng của thạch hạo muốn xuất trọng thủ nhưng mà thiên uyên chấn động hào quang màu đỏ từ trên ùn ùn kéo xuống đó là quy tắc thiên địa trấn áp hai vị vương bất hủ người giam an lan du đà gào to nhanh chóng phản kích không hy vọng nguồn sức mạnh kia lại xuất hiện thiên uyên vỡ tung vả lại bầu trời ở bên trên cũng nổ tung trực tự màu đỏ hóa thành thác nước rồi tiếp đó hóa thành đại dương đỏ ngầm, mênh mông cuồn cuộn trút xuống thời khắc này đại dương màu đỏ đã bao phủ hai vương bất hủ vào bên trong à, không ổn rồi rất nhiều sinh linh dị vượt hét lớn thiên uyên đã bị hủy diệt thế nhưng bọn họ cũng không hề mừng rỡ cái gì bởi vì vào thời khắc sống còn này thì hai vị vương bất hủ đã bị chôn vùi bên dưới rồi Lân. dù đà hét lớn cũng trong lúc này an lang thét dài muốn dãy dụa ra ngoài một giây đó thì thiên địa chấn động thiên uyên đã hủy diệt vũ trụ tàn tạ kia bốc cháy khung cảnh này quá kinh người từng ngôi sao lớn tựa như là bắp trang nổ tung luồng sống năng lượng khiến người người kinh sợ khiến cho sinh linh bất hủ cũng phải sợ hãi Việc khiến người khác giật mình chính là Đế thành nguyên thủy bay lên Tuy rằng nó đã giải thể và hóa thành từng mảnh vỡ Thế nhưng vẫn đang trấn áp lấy An Lan và Du Đà Xong rồi Trong thời gian ngắn cũng không thể qua bên kia được Biện pháp tác đã, đã bị dở rồi Có người của dị vực kinh ngạc Rồi lẩm bẩm như vậy Lúc này nơi phương xa ở Mai Tháng Địa Cũng có sinh linh dõi mắt nhìn tới Khi thấy cảnh này thì vô cùng khiếp sợ Bọn họ biết đã xảy ra chuyện lớn rồi đại dương pháp tắc bên trong thiên nguyên rút xuống còn có đế thành nguyên thủy vẫn đang trấn áp du đà cùng an lan ở bên dưới đế thành nguyên thủy bốc cháy rồi bắt đầu giải thể sẽ không còn tồn tại nữa đây là sự khắc nghiệt cũng là sự quyết tuyệt phát huy sức mạnh lớn nhất vị vương cuối cùng bên trong đế thành nguyên thủy vốn muốn ngọc đá cùng tan muốn chiến đấu với bọn họ cho nên thiên nguyên nứt toát thì thành trì cũng giải thể theo đại dương màu đỏ gào thét bắn trúng an lan và du đà khiến cho hành động của bọn họ nhận lấy sự ảnh hưởng nghiêm trọng đế thành nguyên thủy bị giải thể và tỏa ra ánh sáng thì cả thiên địa chấn động bốn biển đều kinh hãi đây là một hồi đại nạn đế thành nguyên thủy bị hủy diệt và dẫn tới sự kích hoạt của thiên uyên trời lông đất lở đá bay nát mây an lan cùng với du đà đều thổ huyết đã bị thương nặng đế thành nguyên thủy hành khúc xa xưa vang lên sụp sôi và bi tráng những sinh linh trong thành đều chọn lựa đường chịu chết ngọc đá cùng tan với kẻ địch <laughs> an lan hét lớn xuất hiện ở trong một vũ trụ bị đốt cháy hàng loạt sức mạnh bản nguyên sôi trào tất cả đều đang gia tăng cho biển quy tắc bên trên đại dương màu đỏ kia nó có lực uy hiếp cực kỳ lớn đối với vương bất hủ bọn họ tin chắc loại đại dương khủng khiếp này có thể kéo dài tới mấy trăm năm thì mới có thể tự động tản đi được mà trong lúc này hơn phần nữa không thể đi qua được Lúc này hai đại vương bất hủ đã gặp phải uy hiếp sinh tử, bị đế thành nguyên thủy ngăn chặn và bị quy tắc sức mạnh vô lượng ăn mòn. Không cảm lòng mà, không thể như vậy được, thứ kia cần phải cầm về. An Lan hét lớn, đột nhiên hắn thét dài rồi thò tay chụp về phía trước. Trong quá trình bàn tay ấy tiến lên thì máu thịt be bét, ngay cả xương ngón tay cũng đều lộ ra. Cuối cùng lúc nó xuyên qua thiên uyên thì chỉ còn lại bộ xương trắng hiếu rất là đáng sợ bàn tay lớn kia không dừng lại mà đang phóng lớn khủng khiếp vô biên nhanh chóng bao phủ lấy thiên địa nó đập trúng đế quan khiến nơi đây rung động kịch liệt bên trên đế quan cửa thành lầu rung lắc và bị xuyên thủng chỉ một đòn của vương bất hủ mà đã khiến đế quan gặp nguy rồi hắn muốn mang thứ gì đi tất cả mọi người đều nghe được tiếng gầm nhẹ của hắn biết đã xảy ra vấn đề lớn rồi Ngày xưa khi tu sĩ dị vực xông quan thì cũng từng hô hào tìm kiếm thứ gì đó, thế nhưng không một ai biết được đó là cái thứ gì. Lần này thứ mà An Lan mang đi chính là thứ kia sao? Đây là một chuyện động trời, nó đáng giá để tất cả mọi người cùng suy ngẫm cảnh giác, tới tục cùng đó là thứ gì mà lại khiến cho ngay cả vương bất hủ cũng phải nhúng tay vào, thậm chí còn tiến tới bước ngoặt liều mạng nữa. Khí tức cực kỳ thê thảm phả vào trong mặt, thiên địa gần như nổ tung, hư không nóng chảy, vương bất hủ ra tay thì ai có thể địch lại đây cánh tay kia của an lan to lớn tới mức che kín cả bầu trời bao phủ cả thương vũ thế nhưng nó đã bị đại dương màu đỏ do thiên uyên hóa thành từ từ ăn mòn và xương trắng hiếu lộ rõ rất đáng sợ <laughs> tiếng va chạm to lớn chấn động lòng người toàn bộ tu sĩ từ tầng cao nhất tới đứa nhỏ thường dân đều rung lẩy bẩy linh hồn lạnh buốt cơ thể lẫn thần hồn như muốn nổ tung bàn tay xương trắng ấy quá to lớn những ngôi sao vườn quanh chẳng đáng là gì so với nó cả một nắm liền bóp nát cả cửa thành lầu nên biết tòa đế quan này đã tồn tại vô tận năm tháng được xây dựng từ rất nhiều xác của các ngôi sao hình thành nên một tòa thành trì bất hủ thế nhưng hiện giờ đã không cách nào ngăn cản được một đoàn của an lan cửa thành lầu bị bóp nát một đám cường giả đứng bảo vệ nơi ấy bao gồm cả một vài thống lĩnh phi thường mạnh mẽ không kịp hét thảm tiếng nào cứ như vậy nổ tung ngay tại chỗ là một thảm kịch Bên trên cửa thành lầu ấy chí ít cũng phải là mấy vạn tu sĩ, bởi vì khu vực ấy rất là to lớn, là bệ đài cao bao la do sau lớn xây thành, kết quả toàn bộ quân số canh giữ nơi ấy đều mất mạng. Trong đống loạn thạch, bên trên thiên thể bốc cháy là sương máu tung bay, đó chính là tinh lực của hơn vạn tu sĩ sau khi chết bay đi, hoàn toàn không còn sót lại thứ gì dù là hài cốt. Trên tường thành nơi xa có rất nhiều người rống to, con mắt đỏ bừng, nơi đó có huynh đệ của bọn họ có bậc cha chú thân nhân của bọn họ còn có nhiều chiến hữu lâu nay kết quả lại chết thảm như vậy để quan phát sáng toàn bộ phù văn tỏa sáng bảo vệ nội thành bảo vệ những cái đoạn tường thành khác trên thực tế ngay giây lát vừa nãy nếu không phải những phù văn này được kích hoạt trận pháp tiên đạo thức tỉnh thì toàn bộ sinh linh ở trong thành đều nhận lấy tai kiếp đều phải chết cả rồi bởi vì chỉ cần khí tức của vương bất hủ tràn ngập ra thôi thì cũng đủ chém giết chúng sinh rồi Vừa nãy trong nháy mắt ngắn ngủi mà đã có mấy vạn tu sĩ ra đi, cũng không phải do nắm tay lớn ấy bóp nát, mà khi nó tựa trên trời cao phá nát cửa thành lâu và hạ xuống thì khí thế tự chính bàn tay ấy đã gây nên. Một đám nhân vật trọng yếu của đế quan như muốn rách cả mí mắt, thế nhưng lực bất tụng tâm. Đoạn tường thành mà bọn họ đang đứng cũng đã rạn nứt, thiếu chút nữa cũng nổ tung theo. Đế quan bốc cháy hừng hực, đây là từng bảo vệ cuối cùng được mở ra, chỉ tới thời khắc sống còn thì thành hủy người vong thì sức mạnh tuyệt thế này mới thức tỉnh. Việc này có ý nghĩa rằng thời khắc cuối cùng của đế quan đã tới, nếu như không thủ được thì coi như là tiêu đời. Chung kết của kỷ nguyên Tất cả mọi người đều sợ hãi, vương bất hủ mạnh mẽ tới mức nào chứ, chỉ có một đòn mà đã gần như diệt cả đế quan. Mỗi một người đều toát cả hơi lạnh từ tận xương cốt, trên lệch cỡ này tuyệt đối không thể bù đắp được, kém quá xa, chỉ cần vương bất hủ giáng lâm thì thiên hạ không một ai có thể ngăn cản. Thạch thảo tất nhiên sẽ không lùi bước, sớm đã xuất thủ toàn lực. Nhưng mà sức mạnh ở trên người của hắn đang suy yếu dần, thế nhưng vẫn không hề trốn tránh, ngăn cản lấy an lan rồi giết thẳng vị trước. Đáng tiếc hắn vẫn không thể nào ngăn cản được thảm kịch đang phát sinh kia. Bởi vì nơi phương xa hướng của dị vực lúc này trực truyền tới mấy luồng khí tức đầy hùng hùng, không chỉ có một vương bất hủ động thân, mà là rất nhiều người ra tay đầy vô tình bàn tay lớn của du đà cũng mò tới ngăn cản bước chân của hoang hoàn toàn chính xác cánh tay của du đà cũng đã bị đại dương màu đỏ ăn mòn máu thịt bê bét xương trắng hiếu thế nhưng vẫn không tiếc hết thảy hồng ngăn cản hoang giúp an lan tranh thủ chút thời gian ngoài ra còn có vài tờ pháp chỉ tránh thoát khỏi đại dương màu đỏ ngờ máy chúng gắn gượng vượt ải và tung bay bên trong biển pháp tắc rồi trấn áp thẳng hướng thạch hạo đó là pháp chỉ của vương bất hủ ẩn chứa sức mạnh cái thế của bọn họ đồng thời trấn áp hoang dù cho hoang có thượng thông thông thiên địa thì cũng mệt mỏi để chống đỡ cũng bị vây công cũng bị ngăn cản mấy nguồn sức mạnh này cùng tới nên hắn không cách nào ngăn cản được an lan nữa thạch thạo thét dài bóng người to lớn của từng tháp chín tầng lơ lửng ở trên đỉnh đầu cũng quay cuồng theo cũng đánh giết vị du đà chống đỡ lấy vài tờ pháp chỉ kia đồng thời ở một bên khác Sinh linh có chiếc đỉnh cổ lơ lửng ở trên đỉnh đầu thì bước nhanh chân giết thẳng về phía cái bàn tay xương trắng của An Lan và gắn gượng chém đứt. Nhưng mà vài tờ pháp chỉ ống ánh chói mắt không ngừng vương xuống ngàn tỷ hào quang, tựa như là cơn mưa tầm tã ống ánh ngăn lại con đường tiến bước. Đó chính là tổ thuộc chí cao đồng loạt tản ra. Cắt ngang thời không, chặt đứt con đường phía trước của người cùng đỉnh lớn kia lại, tranh thủ chút thời gian then chốt cho An Lan. Thiên địa rung lên bần bật, thạch hạo liều mạng không thể làm gì hơn giọt máu đã giao phó chiến lực cho hắn đang từ từ suy yếu đang rơi xuống hắn hữu tâm nhưng lại vô lực chỉ có thể trợ mắt nhìn an lan phá quan khóe mắt của thạch hạo gần như nứt toát ra máu tươi chảy dài đế quan tường thành đổ nát cửa thành lầu nơi ấy bị bụi mù ngập trời núi lở mây tan bàn tay xương trắng ấy đã đập vỡ nát và lau vút ra Đế quan bốc cháy phù văn chấn động cả đất trời đó chính là sức mạnh tiên đạo chí cao đang phát huy ra tác dụng để bảo vệ tòa thành cổ tất cả tiên trận ở trong thành đều bừng tỉnh lan tỏa ra sức mạnh để bảo vệ lần cuối ít nhất trận pháp đã bảo vệ được những sinh linh khác ngoại trừ những tu sĩ trên cửa thành lâu kia đã nổ tung hình thần điều diệt thì những tu sĩ của các tộc khác trong đế quan cũng không có bị mất mạng nhưng mà chỉ cần những đại trận này hơi hơi rạn nứt và một tia khí tức bất kỳ nào đó của vương bất hủ tràn vào thì tất cả mọi người nhất định sẽ phải chết. Một tia khí tức cũng đủ nghiền nát chúng sinh, nhưng mà bàn tay xương trắng to lớn ấy cũng không có tiếp tục đánh giết nữa bởi vì thời gian rất cấp bách. Đại dương màu đỏ ngầm cùng với mảnh loạn lưu trật tự vô địch ở phía sau đang ăn mòn lấy vương bất hủ. An Lan không hề có nhiều thời gian, bàn tay lớn của hắn lướt qua bầu trời và đánh nát cửa thành lầu, từ trên cao vọt xuống và xuyên qua bầu trời đế quang, Cảnh tượng này đã vĩnh viễn khắc sâu trong lòng của tu sĩ các tộc. Mãi cho tới tận năm tháng dài đằng đẵng sau này thì những người còn sống sót ấy sẽ không bao giờ quên. Đó là vết thương không bao giờ có thể khép lại, là bóng ma đầy khủng khiếp trong lòng bọn họ. Đứng trước mặt bàn tay xương trắng ấy thì dù là ngôi sao cũng sẽ hóa thành bụi rừng. Nó xuyên thẳng qua và đánh nát một cửa thành lâu khác, vô số đá lớn tung bay càng khung sụp đổ nên biết đế quan cao bằng trời những đoạn tường đều được luyện chế từ ngôi sao kích thước mênh mông vô biên nhưng mà đứng đối diện với bàn tay này thì tựa như là bùn nhão vậy cứ như vậy bị xuyên thủng điều đáng vui mừng nhất chính là bàn tay lớn ấy lướt ngang trên bầu trời chứ không hề đi tàn phá những trận pháp tiên đạo đã được kích hoạt ở bên dưới nếu không bên trong cuộc tàn phá thực sự ấy thì cũng không biết có bao nhiêu người sẽ bỏ mạng hay là nếu như quyết chiến thực sự thì đế quan sẽ trở thành phế tích ngay tức khắc toàn bộ sinh linh đều nổ tung ngay tại chỗ bên trong đế quan là tiếng gào thét của đông đảo tu sĩ cặp mắt của ai nấy như muốn lồi ra ngoài bởi vì sau khi cửa thành lâu kia nổ tung thì lại có hơn vạn tu sĩ chết thảm đã bị khí tức đầy mạnh mẽ của bàn tay ấy ép cho nổ tung trở thành thịt nát và hóa thành sương máu không một ai có thể sánh ngang với vương bất hủ cơ bản không một người nào có thể ngăn cản được cả Thời khắc này tất cả mọi người đều tuyệt vọng, đều sợ hãi. Bầu trời của nhân sinh này trở nên u ám, như vậy thì làm sao mà chống trả đây? Cũng vào trong lúc này thì tu sĩ các tộc mới sâu sắc cảm nhận được hoàng nghịch thiên tứ cỡ nào. Mạnh mẽ như An Lan là như vậy mà trước đây không lâu lại bị hoàng truy kích qua. Đáng tiếc, hoàng đã bị đám người du đà chặn lại rồi. Vương bức hủ cái thế vô địch, một bàn tay của hắn đã qua ải. Hắn sẽ làm gì? Hủy diệt vạn linh, tàn sát sạch giới này sao? xương tay màu trắng lướt qua đế quan đi ngang trời xanh nó từ từ mở rộng to lớn vô biên rất nhanh nó đã thăm dò qua những khu vực không người rộng lớn vượt qua vô số núi cao sông sâu từ biên hoang ép thẳng tới ba ngàn châu đây tuyệt đối là tin tức đầy chấn động nên biết rằng khu cương vực này hơi tí sẽ là ngàn tỷ dặm kết quả bàn tay này cứ như vậy lao qua chấn động cả đất trời ngày hôm đó chúng sinh của ba ngàn châu đều hoảng sợ cảm thấy như là ngày tận thế vậy toàn bộ sinh linh đều run rẩy nội tâm sợ hãi là bị một luồng khí tức mạnh mẽ chấn nhiếp. Trong lúc chúng sinh đang cảm thụ thì xương tay màu trắng ấy vẫn còn đang ở ngoài cả ngàn tỷ dặm. Như vậy có thể thấy được sự ngang ngược, khủng khiếp, uy năng cái thế của nó tới cỡ nào. Ba ngàn châu, mỗi một châu đều có tới mấy ngàn vạn dặm đất đai, thậm chí còn lấy trăm triệu để làm đơn vị, to lớn vô biên. Cửu thiên thập địa cũng không phải là ngôi sao mà là một đại lục mênh mông trôi nổi trong vũ trụ này là thế giới to lớn năm xưa sau khi bị đánh nát và chia lìa thành. Lúc này ba ngàn châu rung rẩy chấn động đầy kịch liệt. Vào lúc này bàn tay xương trắng ấy lao tới, nó cao cao tại thượng, tựa như là từ vực ngoại ép xuống, muốn tiến tới một châu nào đó. Hoàn toàn là một hồi tai nạn, bàn tay xương trắng lao nhanh xuống, trắng trợn chẳng hề kiên dè dạ cái gì, trái lại rất là điên cuồng, khí tức của vương bất hủ cũng chẳng hề thu lại gì sau khi từ biên hoang lao tới đây lướt qua những khu vực không người bàn tay lớn ấy xuất hiện ở một đại châu có vô số sinh linh nào đó thì nhanh chóng hạ xuống những gợn sóng của khí tức tuyệt thế ầm ầm ép tới rằng rắc một châu này với ngàn tỷ dặm đất đai chật lúng xuống đổ nát loạn thạch tới trời dung nhâm cuộn cuộn mặt đất bị khí tức ấy phá tan vô số sinh linh kêu trên thảm thiết Toàn bộ sinh vật sinh trưởng trên một châu này đều hét thảm, đều sợ hãi, đều điên cuồng chạy trốn. Chỉ là bọn họ trốn làm sao mà được đây? Bàn tay lớn của vương bất hủ cũng chỉ lướt qua nơi đây, đi ngang qua châu này. Chỉ là khí tức tự nhiên ở bên ngoài đã chèn ép như vậy rồi. Cuối cùng một châu với ngàn tỷ dặm đất đai sụp lúng, sương máu ngập tràn, vô số sinh linh đều mất mạng ngay tại chỗ. Tiếng gào thét đầy ngắn ngủi chợt tắt ngúm, toàn bộ đại châu trầm luôn đầy tử khí toàn bộ sinh linh đều diệt vong khiến cho người khác tuyệt vọng là như vậy bàn tay xương trắng lướt ngang vạn vực héo tàn nó che kín cả bầu trời với phạm vi cả ngàn tỷ dặm lúc nó lướt ngang qua bầu trời thì toàn bộ sinh linh ở trên mặt đất đều tịch diệt dưới sự đàn áp ấy không cần ra tay đặc biệt gì cả mà toàn bộ mọi thứ đều sẽ bị hủy diệt đây chính là vương bất hủ tuyệt thế không gì sánh được một châu bị hủy diệt lúng sâu xuống dưới tử khí u ám bàn tay xương trắng lướt ngang trời xanh tiến về phía trước tình cảnh này khiến cho người khác tuyệt vọng vô số vòng sau trên trời khi đối diện với cái bàn tay lớn này cũng chẳng tính là cái gì chúng tựa như là những hạt bụi bặm không ngừng rơi lả tả xuống dưới khí thức ấy dần trào những nơi bàn tay này lướt qua thì sinh linh nơi ấy bị tận diệt bàn tay xương trắng xuất hiện ở bầu trời của châu thứ hai càng khung ép sụp khí tức vô thượng trào dâng mặt đất lún sâu rất nhiều sinh linh hóa thành mưa máu trong nháy mắt tình cảnh này khiến cho người ta sợ hãi thân hồn của toàn bộ sinh linh đều lạnh rung cơ bản chẳng hề có biện pháp đối kháng nào cả lúc này dù là những châu xa xôi khác thì chúng sinh cũng đang nơm nớp lo sợ tựa như tận thế đang kéo dần tới ai nấy cũng đều cảm nhận được khí tức diệt thế đang dần tiếp cận nhất là nhóm tu sĩ cũng như các đại cao thủ thì trắng bệch sắc mặt dù cho cách nhau cả ngàn vạn dãy núi cách xa ức vạn dặm thì cũng cảm nhận được mùi vị của sự hủy diệt đó là tận thế, là cuộc hạo kiếp chung cuộc. Làm sao lại như vậy? Một vài tu sĩ khẽ hét toán lên đầy đau đớn thi thảm, bọn họ không cách nào trốn thoát được. Dù cho có bước vào thế đàn và trốn xa cả trăm vạn dặm, thậm chí là cả ngàn vạn dặm chỉ trong nháy mắt, thế nhưng cũng không thể nào tránh thoát được. Bởi vì bàn tay xương trắng mang theo tư máu kia đang từ từ bao phủ tới, và cứ thế đè ép cả hơn nửa châu, nó to lớn vô biên, những nơi đi qua là núi lở đất sụp, biển nước sấy khô. Ai có thể cứu chúng ta được bây giờ? Dù cho là một vài đại tu sĩ cũng phải tuyệt vọng mà gào thét. Đối với bọn họ thì đây là thiên tai sớm đã không phải sức lực của bản thân có thể chống đỡ được. Mà dân thường thì lại càng không có chút cơ hội nào, chỉ có thể chờ đợi cái chết dần kéo tới. Một vài đứa bé nhỏ khóc lóc khang cổ với ba mẹ của mình. Những bé gái thân thể run rẩy nhào vào lòng của mẹ mình, trên mặt dàn dũa nước mắt cùng nhau biến thành sương máu. Đây là hạo kiếp, là thảm kịch trong nhân gian, là tình cảnh tận thế mà sinh linh độ thắng. Xương tay màu trắng của An Lan vượt qua ngàn tỷ dặm trong hư không. Đã lướt qua năm đại châu và tạo nên sát kiếp không thể nào tưởng tượng nổi. Cũng không biết đã có bao nhiêu sinh linh chết trong quá trình này. Vùng đất chết lên tới ngàn tỷ dặm, những nơi bàn tay đi qua thì chẳng còn sót lại thứ gì cả. Phàm là sinh linh thì đều nổ tung, biến mất vĩnh viễn. Mãi cho tới khi bàn tay ấy lướt qua đại châu thứ 9 thì nó mới thu lại. Khí tức của vương bất hủ dần dần biến mất, không còn trắng trợn như trước nữa mà từ từ yên tĩnh lại. Xương tay vẫn to lớn như trước, không còn phóng thích ra khí tức hủy diệt nữa. Toàn bộ những gợn sống bắt đầu được khống chế và khó lòng tiếc bừa bãi ra ngoài nữa. Quả nhiên khi tới đại châu thứ 10 thì đại địa rạn nứt ra, sơn hà sụp đổ. Tuy rằng có tử thương thế nhưng vẫn có rất nhiều sinh linh may mắn sống sót, không hề bỏ mạng. Tiếp đó tốc độ của bàn tay ấy biến chậm, những khí thế lưu chuyển kia không còn điên cuồng nữa mà đang từ từ hòa hoãn trở lại. An Lan đang khống chế lại sức mạnh của bản thân tựa như có kiên dè dạ điều gì đó. Hay là đang sợ sẽ phá nát thứ gì đó. Tiếp theo đó, trên vòng trời tuy rằng có một cái bàn tay xương màu trắng bao phủ nhật nguyệt, ngông nghênh lao vút qua, thế nhưng cũng không tạo thành lực phá hoại nào cả, sơn Hà cũng không còn rung rẩy gì nữa. Vương bất hủ đang cố ý khống chế, không còn mặc cho khí thức của bản thân hủy diệt đi vạn vực. Đây chính là cường giả cái thế, một khi khí thức tự nhiên tiết ra ngoài thì trời lông đất lỡ, sao trời rơi rụng. Rốt cuộc hắn cũng đã tới gần một đại châu nào đó. Hết thể những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt, tốc độ cực nhanh, chẳng hề ngắt quãng gì cả. Đối với vườn bất hủ thì vượt qua ức vạn dặm, vượt qua một giới thì cũng chẳng phải là vấn đề to tác gì cả, có thể chớp mắt hoàn thành nhất là thiên uyên bên ngoài đế quang sau khi sụp đổ thì vùng biển quy luật sôi trào chúng không ngừng ăn mòn chân thân của an lan cho nên hắn nhất định phải quyết đoán dứt khoát nếu không dù cho là vương bất hủ thì cũng sẽ gặp phải vấn đề lớn tội châu là một cổ châu vô cùng hoang vu và hoang vắng mà trong đó có một ít bộ tộc như thạch tộc hỏa tộc cũng rất là nổi danh những người này những chủng tộc này ở thời kỳ lịch sử đặc biệt thì được gọi là dòng dõi tội huyết là bộ tộc có tội tình cảnh của bọn họ không hề tốt đẹp gì cả ví như là thạch tộc cơ hồ đều đã bị diệt tận ít nhất tổ địa của thạch tộc ở tội châu đã thành phế tích không còn thấy tộc nhân đâu nữa cũng còn may chính là bọn họ đang sinh sống ở tám vực của hạ giới đã lưu lại được dòng dõi cũng đâm chồi nảy lá nếu không nếu như bị diệt tộc thì chắc chắn sẽ là sự tiếc nuối to lớn cho bộ tộc này Ai cũng không nghĩ tới bàn tay xương trắng của An Lan kia lại mò tới trên bầu trời của tổ châu, nó đang xuất hiện ở nơi này. Tại sao hắn lại tới đây, muốn tìm kiếm thứ gì, không một ai biết cả. Trời ơi, châu. Một âm thanh to lớn quanh quẩn ở trên bầu trời, chấn động ngàn tỷ non sông, mặt đất trầm trầm, sương mạch trung động, sông lớn như đổi hướng. Sống thường niệm của An Lan quá khủng khiếp, chỉ một câu mà đã chấn động thiên hạ, sơn hà cùng cộng hưởng, Vườn Bất Hủ, vang dội cổ kim, không chỉ là nơi nối xuông, có uy thế vô thượng chân chính. Năm tháng phong dương, niên đại lập lánh, thiên cổ đã qua đi. Nó là đang trong tay hậu duệ của phong dương giả. Sống thường niệm của An Lan như sấm sét nổ tung. Năm tháng phong vương mà hắn nhắc tới chính là niên đại huy hoàng của thời kỳ cổ lão. Đáng tiếc là vô số năm tháng đã trôi qua và những bộ tộc kia đã xa xúc những bộ tộc như thạch tộc, chu tước, hỏa tộc đều trở thành đời sau của tội huyết và phải lưu vong tới đó. An Lan tới đây là vì bọn họ, hắn đang nghi ngờ bên dưới lòng đất nơi này có chung dấu cái thứ gì đó. Chỉ khi nào tìm ra nó thì mới có thể có cơ hội tìm được thứ chân chính này. Đây là lời nói của An Lan. Rất rõ ràng, hắn tới đây là để tìm vật, chứ cũng không phải là vật cuối cùng, chỉ là tìm một manh mối nào đó thôi thực ra khi ngẫm nghĩ lại thì đều có thể hiểu được bởi vì từ vạn cổ cho tới nay dị vực không ngừng chinh chiến và cũng không ngừng tìm kiếm thế nhưng cũng không có kết quả gì chỉ biết là trong cửu thiên mà thôi hiện giờ làm sao xuất hiện dễ dàng được chứ nên biết rằng năm đó bọn họ từng diệt qua giới này đã chiếm cứ nhưng vẫn không đoạt được năm tháng dài đằng đẵng tới hiện tại bọn họ mới tìm thấy được đôi chút đầu mối là xuất phát từ tội dâu này bàn tay xương trắng to lớn hơn tội châu không biết bao nhiêu lần từ từ hạ xuống xương trắng ngang trời chụp thẳng xuống tội châu sao vậy đó là thứ gì trên mặt đất bên trong sơn hà các nơi cư trú của các tộc toàn bộ sinh linh đều ngẩng đầu cùng lo sợ tất cả đều sợ hãi không tự chủ mà run rẩy lúc này toàn bộ tội châu là tiếng kêu la sợ hãi là tiếng gào thét rác họng sau khi xương tay kia hạ xuống thì cả thiên địa đều bị che khuất cảnh tượng quá khủng khiếp tất cả mọi người khó lòng chống đỡ nổi bị uy thế to lớn bao trùm cơ bản không thể nào chống cự nhưng mà toàn bộ sát khí tất cả sự ngông cuồng như hào quang lan tỏa trước kia đều biến mất hoàn toàn được thu lại càng hạ xuống thì nó lại càng ôn hòa tới lúc này những sinh linh ở trên mặt đất kia mới khôi phục lại sự bình tĩnh nếu không tất cả đều ngã nhào trên mặt đất đều rung lạnh cũng như quỳ lại rồi nhưng mà dù cho rất ôn nhu không có những sát cơ cũng như áp lực thì cảnh tượng vẫn khủng khiếp như trước, chấn động lòng người. Xương tay màu trắng sau khi hạ xuống thì đã nắm trọn lấy tội châu rồi từ từ nhấc lên, khiến cho nó thoát ly khỏi ba ngàn châu và kéo lên trời cao. Bàn tay lớn ấy phát sáng bao phủ phạm vi cả ngàn tỷ dặm, nó nắm chặt lấy đại châu hoang vu rộng lớn này lên, cứ như vậy tiến lên bầu trời cao. Sau đó xương tay kia bắt đầu rút lui nhanh chóng, tựa như là một giấc mộng xa vời, hư không bị phá tan đi vào khu vực không người lùi về hướng biên hoàng đế quan quá khủng khiếp và cũng quá đột ngột xoẹt một tiếng trong lúc di chuyển qua tường thành thì cốt trưởng được tăng cường thêm bởi vì thời gian của hắn không đủ đại dương trật tự màu đỏ nơi thiên uyên đang sụp sôi hồng cắt lìa xương tay ấy mặc dù là vương bất hủ thì cũng rất là vất vả sẽ xảy ra nguy hiểm to lớn thực ra tất cả những chuyện này đều diễn ra trong chớp mắt nháy mắt là hoàn thành từ khi bàn tay lớn kia mò tới ba ngàn châu cho tới trở về lại đế quan thì cũng chỉ cái chớp mắt mà thôi cứ như vậy sự tình đầy chấn động đã được diễn ra tu sĩ các tộc ở đế quan đều khiếp sợ xương tay kia phá tan đế quan và đi tới ba ngàn châu kia cũng chỉ vì rút lấy một vùng thổ địa mênh mông như vậy thôi sao thôi hỏng rồi lẽ nào hắn đã tìm được cái vật cần thiết rồi có một nhân vật có tiếng tâm trong đế quan biến sắc Mấy lão chí tôn đều nhất trí cho rằng vấn đề mấu chốt nhất khi dị vực chinh phạt cửu thiên chính là phải tìm cho bằng được một vài bí mật đã từng tiết lộ ở ngày xưa. Hiện giờ An Lan đã đạt được chưa? Khả năng là chưa đâu. Dù tiên khổ bị diệt á, và bọn họ đã chiếm cứu được giới của ta nhưng vẫn không hề xuất hiện. Hiện giờ cũng không thể nào tìm trái nhánh như vậy được. Một người lên tiếng. Thế nhưng mọi người vẫn sợ hãi. Thực lực của vương bất hủ quá khủng khiếp cứ như vậy phá tan đế quan và lao tới tóm lấy một đại châu to lớn. Đây là sự kiện kinh người tới cỡ nào chứ? Đây là châu tinh gì? Tất cả mọi người đang phán đoán. Là tổ châu, là địa giới mạo hậu tội huyết cư trú. Có người nhận ra, An Lan cũng không hề dừng lại, rút lui từ lỗ thủng của đế quan chứ chưa từng ra sức công kích nào cả. Hắn chỉ muốn nhanh nhanh rút lui. Lúc này vô số sinh linh bên trên tội châu đều thét gào, đều muốn đào mạng, muốn rời khỏi, thế nhưng không tài nào thoát ly khỏi nơi đó được. An lang chưa từng giết chết bọn họ mà chỉ là bắt gọn toàn bộ một châu này, bao vây giam giữ sinh linh bên trên và duy trì nguyên trạng. Hành động này của hắn khiến cho mọi người đều thức kinh, lùi ra khỏi đế quan và tiến vào trong sa mạc vô ngừng, nhanh chóng lùi về sau. Lúc này Thạch Hạo đang chém giết đầy đẫm máu, bỗng quay đầu lại, hắn nhìn thấy được màn kia, hiện tại tuy rằng đang suy yếu, sức mạnh yếu bớt, thế nhưng vẫn có thể chiến đấu một trận với Vương Bất Hủ vì vậy ánh mắt của thạch hạo vô cùng nhạy cảm linh giác hơn người hơi liếc một chút thì đã nhận ra được đó là tội châu thời khắc này con mắt của thạch hạo đỏ âu rồi hét dài một tiếng mái tóc đen đầy đầu múa tung đồng thời liều mạng giết thẳng về trước hai đại cao thủ còn lại một người trên đầu lơ lửng chiếc đỉnh và một người thì lấy ra tháp chín tầng xung phong cùng hắn không ngừng liều mạng muốn đại chiến đẫm máu <laughs> thà thảo hét lớn chấn động cả biên hoang cũng chấn động cả đế quan lẫn dị vực mái tóc múa tung hai hàng lông mày dựng thẳng con mắt đỏ đậm bất chấp hậu quả giết thẳng tới trước vì thế hắn không tiếc nhận lấy một đòn của du đà cùng với sự ngăn chặn của năm tờ pháp chỉ tổ thuộc chí cường tỏa sáng chiếu rọi lên trên người khiến cho hắn ối ra đầy máu tươi thân thể bị ngược sang ngang dù cho Thạch Hạo đang ho ra máu, dù cho thân thể có bị đánh văng sang ngang thì cũng cầm chặt lấy kiếm thay. Một đòn tuyệt thế chém thẳng về cánh tay xương trắng to lớn kia, hồng chém đứt nó ở ngày trước đế quan. Thanh âm đinh tay nhức ốc truyền tới, bàn tay xương trắng đã bị chém trúng, khiến tia lửa tung tóe cùng với vết thương khủng khiếp, khiến nó chấn động liên hồi. Bên trong xương tay, lục địa bao la to lớn kia rung lên bần bật, dù chưa hủy diệt thế nhưng lại tựa như là động đất vậy dãy núi rung động mặt đất rạn nứt đồng thời thổ thạch cát đá từ các ngọn núi bông rốc ra khỏi lòng bàn tay xương trắng ấy tình cảnh này khiến cho người khác kinh ngạc và cũng làm người khác chấn động đó là một gốc non sông của tội châu bởi vì sự chấn động của thạch hạo mà bông rốc xuống đứng lại cho ta thạch hạo hét lớn lần nữa vung kiếm chém về trước cũng trong lúc đó cường giả trên đầu lơ lửng chiếc đỉnh công kích vì du đà còn bóng hình cao to lại điều động tháp chín tầng chống lại vài cái tờ pháp chỉ kia. Đáng tiếc chính là hắn lực bất tòng tâm, còn lâu mới cường thịnh như trước kia. Nhưng mà Thạch Hạo trở nên điên cuồng, liều mãn xuất thủ, công kích bất chấp mọi thứ, kiếm thai vung lên, ánh kiếm tuyệt thế xé rách bầu trời rồi bổ mạnh xuống. Tia lửa văng khắp nơi, cuối cùng cái đoạn xương tay đó đã bị hắn chém lìa, cốt trưởng gãy vỡ xuống dưới. Đó là sự đáng sợ tới giường nào. Trong lúc vượt qua tường thành, An Lan tất nhiên cũng sẽ ra tay. Chỉ là đại dương màu đỏ kia sôi trào khiến cho hắn gặp phải công kích, cùng áp chế vô cùng khủng khiếp của quy tắc thiên uyên. An Lan bùng nổ ra ánh máu, cánh tay của hắn tuy rằng đã rạn nứt, thế nhưng nơi cổ tay lại phải nhanh chóng khép lại. Xương cốt tự động khôi phục và tiếp tục cầm lấy tội châu, quyết đoán lùi hướng về phía dị vực. Kiếm thai trong tay của thạch hạo vung rội ngàn tỷ ánh sáng, khối sông tận trời cao đánh rớt từng hành tinh một khiến chúng nó bóp bớp giữa không trung toàn bộ ánh kiếm tập trung về phía cánh tay của an lan bàn tay lớn rung động gan bàn tay rạn nứt thế nhưng vẫn không hề bị chém lịa như trước chỉ là nơi đó có rung động kịch liệt và có sơn hà vỡ vụn có đứt cát bông tróc ra từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài thời khắc này thạch thạo nhìn thấy được một vùng đỏ sẫm đó chính là rừng hỏa tan hiện giờ nó đang nằm ở một gốc trong tội châu khắp nơi là ánh đỏ rực cánh hoa héo úa đỏ đậm như máu từng cánh không ngừng tung bay ra ngoài trong tích tắc ấy hắn tựa như nhìn thấy được một cô thiếu nữ đang đứng bên cạnh cái gốc cây dâu lửa và vẫy vẫy tay với hắn từ nơi xa anh lăng người đứng lại cho ta thạch thảo hét lớn hắn điên rồi kiếm thay trong tay ống ánh như muốn nổ tung kiếm khí ngút trời chấn động cả cổ kim luồng khí chặt đứt thương vũ quá khủng khiếp. Mâu, thuẫn của An Lan còn có binh khí của Du Đà cùng với hàng loạt tổ thuật của năm tờ pháp chỉ kia đồng thời phát uy và chẳng đứng ánh kiếm tuyệt thế của hắn. Cốt trưởng của An Lan cầm chặt lấy tội châu và tiến vào trong đại dương quy tắc màu máu kia, từ từ hướng về phía dị vực. tha thảo ngửa mặt lên trời hét lớn đầy giận dữ hắn liều mạng truy kích về trước nhưng mà không thể cứu vãn nữa bởi vì sức mạnh của giọt máu kia đang suy yếu càng lúc càng cạn kiệt hắn không thể nào vút ngang qua biển trực tự màu máu kia được trở lại đây tha thảo hét lớn hắn mở rộng hai tay như muốn ôm lấy cái thứ gì đó chỉ là toàn bộ đã rời xa trên vòng trời từng cánh hoa đỏ ửng lã tả rớt xuống từng cánh ống ánh lấp lánh dầu lửa héo úa tung bay, hoa như mưa đỏ tươi phát phới theo gió. Hết tập 375. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.